ở bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Thị Chi, chúng ta sẽ xem là chúng ta nên dùng kháng sinh gì trong thời đại hiện nay. Mời bác sĩ Chi ạ. Kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Ánh và kính chào các anh chị ở đầu cầu. Hôm nay là thay mặt cho nhóm bác sĩ nội tiêu hóa ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chúng tôi xin chia sẻ cùng với anh chị một số cái cập nhật về chẩn đoán và tiệt trừ Helicobacter pylori trong kỷ nguyên kháng thuốc. Bài trình bày của tôi gồm có 4 phần: phần tổng quan, những người nào cần làm xét nghiệm H. pylori, những người nào cần điều trị và những phác đồ điều trị dựa trên tình hình kháng thuốc hiện nay. Kể từ khi được phát hiện ra bởi hai nhà bác học Warren và Marsan từ năm 1983 thì hiện nay những H. pylori là một trong những nhiễm khuẩn phổ biến nhất trên thế giới. Tỷ lệ nhiễm khuẩn H. pylori khác nhau giữa các nước. Đối với các nước phát triển thì tỷ lệ nhiễm khoảng 20 đến 30%, còn ở các nước đang phát triển thì tỷ lệ nhiễm đến 80 đến 90%. Theo một cái phân tích gộp của tác giả James vào năm 2017 thì Việt Nam là một trong những đất nước có khu vực nhiễm H. pylori khá là cao, tỷ lệ nhiễm trên 70%. Cũng theo phân tích của tác giả James thì ước tính hiện tại cho đến năm 2017 thì có khoảng hơn 4,3 tỷ dân số trên toàn cầu có nhiễm H. pylori. Về cái đường lây của nhiễm H. pylori thì người ta thấy có 3 đường lây đã được công nhận, là một là đường lây từ động vật, hai là từ môi trường, đặc biệt là môi trường nước là quan trọng nhất. Và người ta thấy ở những nước mà có điều kiện kinh tế xã hội kém phát triển thì tỷ lệ nhiễm H. pylori cao hơn ở những nước mà phát triển. Và một trong những đường lây mà chúng ta chú ý nhất là đường lây từ người sang người. Đường lây này rất là phổ biến ở trẻ em qua đường miệng miệng hoặc phân miệng. Tuy tỷ lệ nhiễm H. pylori cao như thế nhưng việc H. pylori có gây tổn thương trên người đó hay không thì phụ thuộc vào yếu tố môi trường và yếu tố vật chủ. Trải qua nhiều năm thì từ dạ dày bình thường có thể trở thành dạ viêm dạ dày do H. pylori và do yếu tố của môi trường hoặc khả năng bảo vệ của niêm mạc của vật chủ thì sẽ gây đến tổn thương của niêm mạc dạ dày, gây ra các triệu chứng của viêm teo và dị sản ruột và gây đến biến chứng là loét dạ dày, tái tràng hoặc là ung thư dạ dày. Đối với bệnh lý về tiêu hóa thì nhiễm H. pylori đã được chứng minh trong rất nhiều các bệnh lý về tiêu hóa. Phổ biến nhất là trường hợp viêm dạ dày mạn không triệu chứng chiếm đến 80%. Đứng thứ hai là cho các trường hợp viêm loét dạ dày, hành tái tràng và viêm teo niêm mạc dạ dày, dị sản ruột thì 15-20%. Và dưới 1% các trường hợp nhiễm H. pylori có thể là ung thư dạ dày hoặc các biểu hiện của u lymphoma. Về vi khuẩn H. pylori như thế, nhưng là liệu rằng cái việc H. pylori có chứng minh được trong các gây ra các loét dạ dày hay tái tràng hay gây ra ung thư dạ dày hay không thì có rất nhiều nghiên cứu của các tác giả trải qua nhiều năm. Đối với loét dạ dày tái tràng theo tác giả Sát Mang thì nếu mà không tiệt trừ H. pylori tỷ lệ tái phát là 17%, nhưng nếu tiệt trừ H. pylori tỷ lệ tái phát thì giảm xuống còn 4%. Theo phân tích của cái tác giả Ergat năm 1993 thì nhiễm H. pylori làm tăng cái nguy cơ ung thư dạ dày gấp 6 lần. Và việc tiệt trừ H. pylori này vừa làm giảm nguy cơ tổn thương ở những bệnh nhân tiền ung thư dạ dày, vừa làm giảm nguy cơ tái phát điều trị ung thư dạ dày sau khi đã cắt hớt ung thư dạ dày điều trị ở giai đoạn sớm. Và đối với một trong những cái u lymphoma, người ta thấy rằng có đến 72-98% trường hợp mà u lymphoma có nhiễm H. pylori. Và theo nghiên cứu tác giả feedback, 62% các trường hợp uman độ ác tính thấp lui bệnh hoàn toàn trong 12 tháng sau khi chúng ta tiệt trừ H. pylori. Chính vì thế, từ các đồng thuận của Hiệp hội Tiêu hóa Mỹ từ năm 2007 cho đến mới nhất là Maastricht năm từ năm 2016 thì thấy là tiệt trừ H. pylori là một trong những điều trị đầu tay cho những uman có độ ác tính thấp. Đối với những biểu hiện khác của đường tiêu hóa như chứng khó tiêu không loét thì việc tiệt trừ H. pylori cũng là một trong những cái chỉ định điều trị hàng đầu. Mặc dù cái việc tiệt trừ H. pylori cải thiện cái khó tiêu chức năng không nhiều, chỉ khoảng 9%. Và nhiễm H. pylori cũng có thể gây ra các triệu chứng khác của đường tiêu hóa mặc dù không có tổn thương như là viêm hay loét ở đường tiêu hóa. Nhưng đối với trường hợp mà trào ngược dạ dày thực quản thì người ta thấy rằng nhiễm H. pylori không có liên quan đến trào ngược dạ dày thực quản. Ngoài ra H. pylori cũng có thể gây các bệnh khác ngoài dạ dày như về hệ tiêu hóa thì có thể gây viêm chảy máu túi thừa, ung thư đại tràng hoặc tiêu chảy mãn tính ở trẻ em. Ở một số bệnh lý khác về tai mũi họng, về hô hấp, đặc biệt là hô hấp thì có liên quan đến hen phế quản. Bệnh về tim mạch thì người ta thấy rằng có những bằng chứng có liên quan, tuy nhiên thì chưa được chứng minh chặt chẽ qua các nghiên cứu. Ngược lại, trong những các bệnh lý về huyết học như là xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn, thiếu máu thiếu sắt thì người ta thấy rõ ràng vai trò của H. pylori rất là rõ. Sau khi tiệt trừ H. pylori thì đã nâng được số lượng tiểu cầu và hồi phục được tình trạng thiếu máu thiếu sắt. Còn một số các bệnh lý khác như là bệnh Parkinson hoặc đái tháo đường, người ta thấy cũng có liên quan nhưng chưa có bằng chứng chắc chắn là cái mối liên quan này nó chặt chẽ đến đâu. Tiếp về biểu hiện của nhiễm H. pylori có biểu hiện gì đặc biệt hay không, hầu hết thì các bệnh nhân ở đây chúng ta lưu ý là không có triệu chứng, và các biểu hiện nếu mà có thì chủ yếu là của loét dạ dày tái tràng hoặc những cái biến chứng của loét dạ dày tái tràng. Ví dụ như bệnh nhân có thể đau, chướng bụng, đầy bụng hoặc là có những triệu chứng của xuất huyết đường tiêu hóa như là đại tiện phân đen, chóng mặt nếu mà bệnh nhân có những cái ổ loét mà chảy máu. Nhưng như vậy thì ai cần chỉ định là xét nghiệm H. pylori thì theo những cái đồng thuận của Maastricht năm, đồng thuận của Hội Tiêu hóa Mỹ và Hội Tiêu hóa Việt Nam thì có một số cái chỉ định
xét nghiệm chính ở những người như bệnh nhân loét dạ dày, loét hành tá tràng, những cái bệnh nhân ung thư dạ dày, kể cả những ung thư dạ dày đã cắt bỏ hoặc là cắt hớt qua nội soi ở giai đoạn sớm, u lymphoman, những bệnh nhân có tiền sử loét dạ dày, tá tràng mà cần dùng aspirin hoặc NSAID, những bệnh nhân có biểu hiện khó tiêu chức năng hoặc là đặc biệt những trường hợp mà cần điều trị PPI kéo dài, ví dụ như trong trường hợp mà trào ngược mà cần phải duy trì PPI kéo dài thì người ta cũng nên xét nghiệm và tiệt trừ H. pylori. Hiệp hội tiêu hóa Việt Nam năm 2013 thì đã đưa ra một số cái ý kiến khác, trong những trường hợp mà rối loạn tiêu hóa hoặc là trong những gia đình có người bị nhiễm H. pylori thì cũng nên khảo sát và tiệt trừ H. pylori để tránh tình trạng tái lây nhiễm. Theo khuyến cáo của đồng thuận Maastricht 5 là một trong những cái đồng thuận rất là nổi tiếng về cái việc tiệt trừ H. pylori, thì trong những trường hợp mà sử dụng aspirin, NSAID hoặc PPI kéo dài thì cần phải khảo sát và tiệt trừ H. pylori. Còn trong những trường hợp mà bệnh nhân có thiếu máu, thiếu sắt, xuất huyết giảm tiểu cầu, thiếu vitamin B12 thì cũng nên khảo sát và tiệt trừ H. pylori. Còn đặc biệt ở những cái cộng đồng có nguy cơ ung thư dạ dày cao hoặc những cá thể có nguy cơ ung thư dạ dày cao, ví dụ như Việt Nam cũng là một trong những cái cộng đồng mà có nguy cơ ung thư dạ dày cao, hoặc là những cái thế hệ có quan hệ huyết thống với những bệnh nhân ung thư dạ dày cũng nên khảo sát và tiệt trừ H. pylori. Như vậy thì có các phương pháp nào để chẩn đoán H. pylori? Thì các phương pháp chẩn đoán H. pylori thì chia làm hai loại. Một là cái loại là test, người ta gọi là test không xâm nhập, tức là bệnh phẩm thì không cần phải thực hiện qua nội soi dạ dày tá tràng. Loại thứ hai là loại test xâm nhập, là cần phải lấy bệnh phẩm qua nội soi dạ dày tá tràng. Vai trò của mỗi cái test này khác nhau trong từng hoàn cảnh. Tuy nhiên có làm cái test nào thì chúng ta cũng lưu ý là trước khi làm test này, bệnh nhân nên ngừng PPI ít nhất là 2 tuần và kháng sinh cũng như bismuth nên ngừng ít nhất là 4 tuần trước khi làm test để đảm bảo độ chính xác của test. Nếu bệnh nhân ngừng những cái thuốc này mà chưa được đủ cái thời gian như thế này thì làm test thì có thể âm tính giả. Và đặc biệt lưu ý là trong những trường hợp mà làm test urea, tức là chúng ta lấy bệnh phẩm qua nội soi và thử bằng cái test nhỏ, người ta còn gọi là claw test, thì nên lấy bệnh phẩm ở ít nhất là 2 vị trí, một mảnh ở sinh thiết ở hang vị và một mảnh sinh thiết ở thân vị để đảm bảo cái độ tăng cái tính chính xác của cái test. Lưu ý trong một số cái trường hợp như là bệnh nhân đang xuất huyết tiêu hóa trên thì cái xét nghiệm urea và mô bệnh học có thể âm tính giả, tức là trên bệnh nhân đó có thể nhiễm H. pylori nhưng mà xét nghiệm vẫn cho kết quả âm tính. Thì trong những trường hợp này nếu mà chúng ta muốn xác định chắc chắn thì chúng ta sẽ làm một trong hai cái xét nghiệm, một là xét nghiệm hơi thở, nếu mà sau khi mà chúng ta đã ngừng thuốc như PPI thì cái xét nghiệm này thì có độ chính xác cao hơn. Còn trong những trường hợp mà chưa từng điều trị H. pylori trước đây thì có thể làm xét nghiệm huyết thanh để chẩn đoán. Các bệnh nhân mà có những triệu chứng báo động, không báo động thì có thể sử dụng các xét nghiệm mà test không xâm nhập. Còn những bệnh nhân mà có triệu chứng báo động, ví dụ như là có gầy sút cân, có nôn ra thức ăn cũ, thiếu máu hoặc là sờ thì khối ở thượng vị, bệnh nhân thì này thì nên nội soi dạ dày và chẩn đoán H. pylori bằng các phương pháp dựa trên mẫu vô sinh tiết. Cái này đã được sự đồng thuận 100% ở Hiệp hội Tiêu hóa Việt Nam. Và Hiệp hội Tiêu hóa Việt Nam cũng lưu ý là huyết thanh chẩn đoán H. pylori là một trong những cái xét nghiệm kém chính xác, cho nên là đối với những cái cơ sở mà có phương pháp chẩn đoán H. pylori khác thì không nên sử dụng cái phương pháp này để chẩn đoán là liệu rằng người bệnh bây giờ có nhiễm H. pylori hay không. Và đối với đồng thuận Việt Nam, Hiệp hội Tiêu hóa Việt Nam thì giá trị của cái việc mà xét nghiệm tìm kháng nguyên ở trong phân để chẩn đoán thì hiện tại bây giờ không cao, cho nên là nên lưu ý khi cái xét nghiệm này. Cũng theo Hiệp hội Tiêu hóa Việt Nam và các hiệp hội tiêu hóa ở trên thế giới, đồng thuận Maastricht 5 có một số cái chỉ định để điều trị H. pylori, đấy là trong những trường hợp mà loét dạ dày tá tràng, u lymphoman, những người có quan hệ huyết thống với bệnh nhân ung thư dạ dày, viêm teo dạ dày mạn tính hoặc những người sau phẫu thuật ung thư dạ dày bắt đầu điều trị với NSAID trước khi điều trị aspirin dài ngày, hoặc là những người có tiền sử thủng ổ loét dạ dày tá tràng mà cần phải dùng aspirin liều thấp dài ngày, những trường hợp mà xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn, thiếu máu thiếu sắt mà không giải thích được bằng các nguyên nhân khác, hoặc những trường hợp trào ngược dạ dày thực quản cần điều trị PPI kéo dài. Hiệp hội Tiêu hóa Việt Nam thì cũng đưa ra một cái khuyến cáo điều trị trong những trường hợp mà có nguyện vọng để đi tiệt trừ HP thì chúng ta cũng có thể cân nhắc tiệt trừ HP cho bệnh nhân. Mục tiêu của tất cả các điều trị như này là phải tiệt trừ được vi khuẩn H. pylori. Thì chúng ta cũng lưu ý một cái, nếu mà chỉ sử dụng kháng sinh không thì sẽ không đủ, bởi vì hầu hết các kháng sinh này với môi trường pH ở dạ dày thì hầu hết là bị phá hủy, cho nên bắt buộc chúng ta phải sử dụng PPI, và khi sử dụng PPI đưa pH dạ dày trên 4 thì hầu như các kháng sinh vẫn đảm bảo được tác dụng. Một số các lưu ý thì chúng tôi cần lưu ý trước khi để điều trị thì cần phải căn cứ vào tình hình kháng kháng sinh của khu vực. Khi ở những cái khu vực mà có tỷ lệ kháng clarithromycin cao thì nếu mà quyết định lựa chọn clarithromycin thì chúng ta cần phải xác định nồng độ ức chế tối thiểu của clarithromycin với vi khuẩn H. pylori, hoặc để xác định các đột biến điểm để xem rằng liệu rằng vi khuẩn H. pylori còn nhạy cảm với clarithromycin hay không. Và sau khi thất bại đã với hai phác đồ điều trị thì chúng ta không nên điều trị theo kinh nghiệm tiếp theo mà cần phải căn cứ vào tình hình kháng kháng sinh của vi khuẩn H. pylori bằng xác định kháng kháng sinh kiểu hình hoặc là kiểu gen.
Theo nghiên cứu của nhiều tác giả trên thế giới thì tỷ lệ kháng clarithromycin và metronidazole cũng như levofloxacin thì ngày càng cao. Nếu như nghiên cứu của tác giả An vào năm 2010 tỷ lệ kháng clarithromycin là 7% thì đến năm 2014 theo nghiên cứu của một tác giả Singapore tỷ lệ này đến 17,1% và hiện tại thì tỷ lệ kháng clarithromycin còn cao hơn rất nhiều. Tỷ lệ kháng metronidazole cũng cao đáng kể. Trong khi đó thì vi khuẩn H. pylori còn khá là nhạy với amoxicillin và tetracycline. Một số nghiên cứu của tác giả ở Việt Nam cũng cho thấy rằng hiện tại bây giờ với ở Việt Nam thì theo nghiên cứu của tác giả Đặng Ngọc Quý Huệ vào năm 2018, tỷ lệ kháng clarithromycin đã tăng lên đến 72,5% và kháng levofloxacin tăng lên 40,3%. Trong khi đó thì kháng amoxicillin cũng như tetracycline còn rất là thấp. Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chúng tôi cũng thực hành một cái nghiên cứu và từ năm 2017 đến năm 2020 thì thấy rằng vi khuẩn H. pylori đã kháng nhiều nhất đối với clarithromycin, tỷ lệ kháng lên đến 94%. Kháng amoxicillin cũng tăng lên đến 68,9%. Trong khi đó thì vi khuẩn H. pylori còn khá là nhạy với tetracycline và metronidazole, tỷ lệ kháng tetracycline chỉ khoảng 1% và kháng metronidazole là 3%. Nghiên cứu này của chúng tôi được thực hiện trên 421 đối tượng có nhiễm H. pylori đã thất bại qua 1 đến 2 đợt điều trị. Theo đồng thuận matching 5, đối với những khu vực mà có tỷ lệ kháng clarithromycin cao giống như ở Việt Nam, tỷ lệ kháng này trên 15%, thì lựa chọn nếu mà tỷ lệ kháng metronidazole thấp thì chúng ta có thể lựa chọn phác đồ 3 thuốc gồm có amoxicillin, metronidazole và PPI. Còn nếu mà trong những cái khu vực mà tỷ lệ kháng kép cả clarithromycin và metronidazole cao thì chúng ta nên lựa chọn phác đồ đầu tiên là phác đồ 4 thuốc có bismuth. Theo tạp chí Willey vào năm 2017 của tác giả Rocco đăng ở trên một tạp chí về châu Âu thì chúng tôi thấy rằng phác đồ là lựa chọn bước 1 là người ta lựa chọn phác đồ 4 thuốc có bismuth hoặc phác đồ 4 thuốc đồng thời. Ở trong những khu vực mà có tỷ lệ kháng clarithromycin thấp thì người ta có thể lựa chọn phác đồ 3 thuốc có kháng clarithromycin. Tuy nhiên thì Việt Nam thì không nên ưu tiên phác đồ này bởi vì tỷ lệ vi khuẩn HP kháng clarithromycin nó khá là cao. Cái lựa chọn bậc 2 sau khi đã thất bại với bậc 1 là người ta sẽ lựa chọn phác đồ 3 thuốc có chứa levofloxacin hoặc phác đồ 4 thuốc có bismuth nếu mà trước đấy phác đồ này chưa được lựa chọn. Và đến lần thứ 3 thì bắt buộc phải căn cứ vào cái khả năng nhạy cảm của vi khuẩn H. pylori với kháng sinh để lựa chọn. Còn trong những cái khu vực mà không có làm được nơi mà không làm được cái test nhận đánh giá nhạy cảm của vi khuẩn H. pylori với kháng sinh thì người ta có thể lựa chọn phác đồ bậc 3 là phác đồ bậc 1 lần thứ nhất, lần thứ hai chúng ta chưa sử dụng các phác đồ ở phía trên. Thế vậy, như vậy thì có các phương pháp nào để phát hiện ra H. pylori kháng kháng sinh? Thì có hai phương pháp để phát hiện là phát hiện kháng kháng sinh kiểu hình và phát hiện kháng kháng sinh kiểu gen. Phát hiện kháng kháng sinh kiểu hình là dựa trên cái kỹ thuật nuôi cấy H. pylori và qua đó người ta sử dụng sau khi đã phân lập được chủng H. pylori thì người ta dựa trên kỹ thuật pha loãng trong thạch hoặc là e-test để xác định cái tính kháng kháng sinh của H. pylori. Còn kháng sinh kiểu gen thì người ta phân lập được axit nhân của H. pylori và dựa trên cái kỹ thuật quách đại chuỗi hoặc là FIT. Ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội của chúng tôi thì có làm được cái xét nghiệm mà phát hiện ra kháng kháng sinh kiểu hình của H. pylori. Đấy là xác định nồng độ ức chế sau khi phân lập được H. pylori bằng kỹ thuật nuôi cấy thì chúng ta xác định được nồng độ ức chế tối thiểu của H. pylori với kháng sinh, ức chế tối thiểu của kháng sinh với H. pylori bằng kỹ thuật e-test. Và cái kỹ thuật này được phiên giải theo phiên bản của ECAT năm 2019, từ đó xác định ra vi khuẩn H. pylori có nhạy với loại kháng sinh nào. Hầu hết các phác đồ hiện tại bây giờ thì tỷ lệ tiệt trừ H. pylori chỉ khoảng từ 60 đến 80%, ngay cả các phác đồ mà H. pylori nhạy nhất như vì phác đồ 4 thuốc và phác đồ 4 thuốc Smith thì tỷ lệ cũng khoảng được 80%. Thì theo nghiên cứu của chúng tôi sau khi đã có cái kết quả kháng sinh đồ vào năm 2017 đến 2020 trên 59 đối tượng đã từng thất bại với 1 đến 2 phác đồ điều trị trước đây, tỷ lệ tiệt trừ thành công của chúng tôi sau 1 đến 2 đợt tiệt trừ là trên 90%. Như vậy thì rất là hy vọng là sau khi có cái kết quả kháng sinh đồ thì tỷ lệ tiệt trừ HP sẽ thành công hơn rất nhiều, chiếm trên 90%. Chúng tôi cũng nhắc lại một số cái lưu ý trước khi chúng ta tiệt trừ H. pylori là chúng ta cần phải khai thác tiền sử điều trị kháng sinh của bệnh nhân, đặc biệt là những cái khu vực mà có tỷ lệ kháng clarithromycin cao như ở Việt Nam. Thì cái việc lựa chọn phác đồ 3 thuốc hoặc những cái phác đồ mà có chứa clarithromycin thì không có khả quan. Và nếu bệnh nhân đã từng sử dụng levofloxacin để điều trị bất cứ cái loại nhiễm khuẩn nào trước đây, mình lặp lại những cái phác đồ kể cả phác đồ 3 thuốc có levofloxacin thì tỷ lệ thất bại cũng rất là nhiều. Và để tăng cái hiệu quả thành công thì theo khuyến cáo của Hiệp hội Matrix 5 là mình đã phải sử dụng PPI liều cao 2 lần trên ngày và thời gian điều trị nên kéo dài từ 10 đến 14 ngày, không nên sử dụng 7 ngày so với những cái phác đồ trước đây. Và nếu mà phác đồ mà không thành công mà chúng ta lặp lại lần thứ hai thì tỷ lệ thành công rất là thấp, cho nên là không nên lặp lại một phác đồ mà trước đó đã thất bại. Và khi thất bại với hai phác đồ điều trị trên thì cần phải nuôi cấy và làm kháng sinh đồ với H. pylori để tăng cái tỷ lệ thành công và
giúp cho bệnh nhân thì đỡ phải đi lại nhiều cũng như giảm bớt cái chi phí cho bệnh nhân. Trên đây là toàn bộ cái chia sẻ của chúng tôi và rất mong ý kiến phản hồi từ các đầu cầu ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Chi. Tức là các thầy cô ở các đầu cầu chúng ta có thể thấy là cái điều trị HP là đã thay đổi từ năm 95 cho đến bây giờ. Từ năm 95 thì cái first choice của nó là phác đồ 3 thuốc, trong đó có dùng clarimsin. Cho đến thời điểm này thì cái phác đồ PAC tức là có clarimsin thì cái tỷ lệ diệt trừ thành công chỉ khoảng 40% theo nghiên cứu tại Bệnh viện Đại học Hà Nội. Như vậy chúng ta sẽ có một cái thay đổi lớn về việc dùng kháng sinh trong điều trị HP. Qua cái bài của bác sĩ Nguyễn Thị Chi, tất nhiên là các thầy cô sẽ còn rất nhiều, các bạn sẽ còn rất nhiều câu hỏi. Thứ nhất là chúng ta nên điều trị, tôi thấy khi mà chúng tôi khám trên này rất nhiều ở các tuyến vẫn dùng test huyết thanh để điều trị HP. Thì trong báo cáo bác sĩ Chi đã nhấn mạnh cái việc là chúng ta chỉ dùng test huyết thanh trong những trường hợp mà bệnh nhân không thể làm được những cái test khác phát hiện HP thôi. Bởi vì cái xét nghiệm đấy để thực hành trong điều trị nó ít có giá trị mà chủ yếu trong nghiên cứu. Cái thứ hai là việc điều trị HP khi mà thất bại đến hai phác đồ, các bạn nên cho cấy, bởi vì cái điều trị HP dùng kháng sinh rất là mệt và buồn nôn cho các bạn. Còn những vấn đề gì mà khi mà điều trị HP khó khăn thì các bạn có thể liên lạc trực tiếp với bác sĩ Chi để chúng ta có thể giải đáp nhiều hơn và có thể đặt câu hỏi lên chương trình. Chúng ta sẽ chuyển tiếp sang chương trình hội chẩn, đúng không ạ?